Câu chuyện bên nội và bên ngoại giành quyền nuôi cháu là vì tình thương hai cháu hay là vì số tiền Mạnh Thục Quân trao cho vẫn chưa đến hồi kết. Nói là dạ, Đồng có. Sẽ ăn chia với hoàn cảnh ở trong đó, Đồng vì cái đồng tiền mới quay hoàn cảnh thôi. Nhưng mà hôm nay thì em có thể nói thật là từ khi anh gặp em lần đầu tiên là anh có nói là em là phải chi cho anh cái này hay là mua cho anh chai nước không? Em cứ nói thật đi. Thì ra xô xát cũng rất là nhiều luôn, Đồng với Phạm Tấn cản rất là nhiều. Và nhờ cô nói người cha là ra ủy ban nhờ lực lượng chức năng vô giải quyết. Hiện tại thì Đồng với Phạm Tấn sẽ ra đưa ra hồi kết, đó là ai sẽ là người nuôi dưỡng hai bé. Đồng mến chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Lời đầu tiên, Đồng lời chúc sức khỏe tới quý cô chú anh chị và các bạn. Gần đây thì trên kênh của Đồng cũng như Phạm Tấn đang xảy ra một câu chuyện cực kỳ căng thẳng. Đó là câu chuyện giữa chàng rể và mẹ vợ dành nhau phần nuôi con. Khi Đồng đăng tải video lên thì nhận được rất là nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Có cô chú anh chị thì nói là hãy để bên người cha nuôi hai con, tại vì mẹ mất thì còn cha. Nhưng cũng có nhiều quý cô chú anh chị đưa ra ý kiến rằng là bà ngoại nuôi dưỡng sẽ tốt hơn và đặt ra nhiều câu hỏi khác nhau. Tại sao khi chưa được quý nhà hảo tâm giúp đỡ số tiền lớn như vậy thì bên nội không có nói gì về việc nuôi con nuôi cháu, nhưng mà khi mà được quý nhà hảo tâm giúp số tiền lớn thì lại xảy ra cái việc là dành nhau nuôi cháu? Có phải là do mâu thuẫn và do vì cái số tiền của Mạnh Thường Quân hay không? Câu chuyện vẫn chưa đến hồi kết thì Đồng Phạm Tấn đang xử lý công việc cho hai bên ổn thỏa và sắp xếp. Thì hôm nay thì Đồng quay trở lại công việc, thì hôm nay có một nhân vật rất là đặc biệt, một nhân vật mà giống như là một kỳ tích đến với chị ấy. Và hiện tại thì chị đã lặn lội tới từ An Giang lên đây để thăm lại Đồng. Trước khi vào tiết lộ chị, người chị là ai thì Đồng sẽ nói sơ qua. Chắc quý cô chú chị có thấy là sau lưng Đồng đây là một quầy trưng bày sản phẩm. Tại sao lại có những cái sản phẩm như vậy? Là hiện tại là Đồng với Phạm Tấn đang phân phối sản phẩm bột củ ngải đen, bột củ ngải chống độc Cao Trung Sơn. Ngoài ra thì còn có một sản phẩm mới, đó là bột canxi. Bột canxi này thì giúp cho bồi bổ sức khỏe này, giúp cho những người lớn tuổi và những người có chế độ ăn kiêng hồi phục sức khỏe. Hiện tại thì Đồng với Phạm Tấn đang phân phối sản phẩm Cao Trung Sơn thì được rất là nhiều quý cô chú anh chị ủng hộ cũng như mang lại rất là nhiều hiệu quả. Thì sản phẩm bột ngải đen, bột ngải chống độc Cao Trung Sơn thì có hai loại quý cô chú anh chị ạ. Loại màu xanh này là loại viên, còn loại màu tím này là loại bột này. Hiện tại thì sản phẩm này đang hỗ trợ về các căn bệnh như đau như xương khớp, tê bì chân tay, thoái hóa cột sống và đau dạ dày, đau đại tràng. Ngoài ra hỗ trợ ngăn ngừa, phòng ngừa các khối u và giúp cho đề kháng cơ thể nó tăng lên rất là nhiều. Hôm nay thì trước khi mà đi vào nói về câu chuyện người chàng trai, chàng rể mà kéo bên nội qua dành bên ngoại nuôi con, thì Đồng sẽ tiết lộ là hôm nay người chị mà tới thăm Đồng là ai. Em chào chị nhé, rất là lâu rồi. Đây, qua đâu qua đấy chị. Hai nhân vật mà đã từng xuất hiện trên kênh của Đồng rất là nhiều và được rất là nhiều quý cô chú chị yêu thương và ủng hộ. Bên phải Đồng đây là chàng trai đẹp trai Ngô Khôi, Ngô Tuấn Tú, mà quý cô chú chị nói là hỏi là hai anh em mình có sinh đôi hay không, sao đẹp trai giống nhau. Hải chào quý cô chú chị. Hải. Dạ con xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của thầy giáo Đồng và Phạm Tấn ạ. Cũng rất lâu rồi mà Hải không xuất hiện nhỉ. Thì nhiều cô chú anh chị nói là Hải về quê lấy vợ rồi hay sao, còn làm việc ở đây hay không? Hải có thể chia sẻ là hiện tại thì cuộc sống của Hải như thế nào? Dạ thì giờ cũng còn làm cho anh Tấn với anh Đồng. Em thì tại vì ít có lên quay, không có lên á. Tại vì làm ăn sao khi làm lừa tối ngày mình không có thời gian, ít lên. Công việc là quen chứ Hải? Dạ công việc thì em quen nhiều lắm, gần này. Nhưng mà cũng còn lâu lâu sơ sót một tí. Ở bên đây là không biết quý cô chú chị có nhận ra một ca sĩ mà ngày xưa được biệt danh là hát hay hơn ca sĩ, một người ca sĩ mà đã xuất hiện trên kênh của Đồng này cũng như là kênh của anh Phú, thì chị giới thiệu lại chị tên gì không chị? Dạ em tên Nén Dinh. Là có biệt danh gì? Bây
Không biết hôm nay thì quay trở lại thì quý cô chú chị còn nhận ra người chị này. Dạ, người ca sĩ hai đầu. Ca sĩ hai đầu. Dạ. Quý cô chú chị khi mà đồng đăng em Vinh lên á, thì rất là nhiều quý cô chú chị nói tại sao lại nói là ca sĩ hai đầu. Vì khi ở video đầu tiên là Vinh chia sẻ là người ta gọi là ca sĩ hai đầu chứ không, dạ, đâu phải anh đọc đâu, đúng không? Dạ đúng rồi. Hiện tại thì sau khi phẫu thuật xong thì chị Vinh đã về quê để nuôi mẹ lớn tuổi đấy, đúng không? Mẹ cũng, dạ, bệnh suốt. Dạ. Với lại ở gần con để chăm sóc. Thì Vinh có thể chia sẻ sau khi phẫu thuật thì cuộc sống của Vinh như thế nào? Sau khi phẫu thuật cuộc sống của em rất là ổn định. Nói chung là công việc cũng kiếm được, thu nhập được cũng khá nhiều. Và được để trải qua cuộc sống rất là dễ hơn và tỉnh tương hơn bản thân nhiều hơn. So với mà trước khi mà Vinh mang trên mình một khối u mà lớn mà như hai cái đầu á, với sau khi phẫu thuật thành công thì cuộc sống có nhiều thay đổi không? Đặc biệt là thay đổi gì nhiều nhất? Là thay đổi là như là mình kiếm việc làm nó dễ. Và mình muốn làm cái gì cũng như là mình ý muốn được nấy. Tự tin hơn hả? Tự tin hơn, bản thân nhiều hơn lúc trước. Còn lúc trước thì làm mình muốn đi làm, nên nếu là công việc mình không thích, muốn đi làm chỗ khác thì nó không có được. Tại vì thấy mình bệnh tật vậy không có ai nhận. Bây giờ thì muốn đi làm ở đâu cũng được hết. Đặc biệt là hiện tại thì Đồng có theo dõi cuộc sống hàng ngày của Vinh xem Vinh có hòa nhập với cuộc sống tốt hơn hay không. Đó là Đồng đã quan sát là Vinh sẽ đi chạy show nhiều hơn này. Yeah. Được nhiều kênh, nhiều tiệc cưới mời hơn này. Yeah. Hiện tại là anh thấy là Vinh là đi show rất là nhiều tỉnh đúng không? Dạ đúng rồi, rất nhiều. Là được mời rất là nhiều hả? Nhiều. Một tháng trung bình là Vinh sẽ chạy mấy show? 10 show. 10 show là một show bao nhiêu tiền? Một show là 1 triệu. Wow, là 10 triệu. Dạ. Mà mình có chạy liên tục hay không hay là lâu lâu mới có thôi? Cũng có khi thì chạy liên tục luôn, mà một ngày cũng 2 show cũng có, là một còn show liên tiếp cũng có luôn. Và đặc biệt quý cô chú chị, ngoài cái công việc là chạy show hát đám cưới thì Đồng cũng tạo điều kiện hết sức cho Vinh. Đó là sau khi mà Vinh dùng sản phẩm Cao Trung Sơn thì Vinh thấy là trong người là như thế nào? Trong người thấy nó khỏe và lên cân rồi, ăn uống được rồi, khỏe nữa. Bắt đầu mấy em lấy đi bán lại. Đồng cũng tạo điều kiện cho chị bán lại. Đồng cũng tạo điều kiện cho chị Vinh á, là lấy về sản phẩm dưới bán. Thì Đồng thấy cũng rất là nhiều quý cô chú anh chị ở dưới đó ủng hộ cho Vinh ha. Dạ. Không biết thì những cô chú anh chị mà dùng sản phẩm xong thì kết quả như thế nào Vinh? Kết quả thì nhiều người thì uống thì lần đầu thì nó hành trong người thì cứ uống, bắt đầu em giới thiệu là không có sao đâu, uống thuốc này nó lần đầu nó hành vậy, xong bắt đầu sao nó khỏe à. Có người thì tỉnh tương theo sản phẩm đó thì uống tiếp, còn nhiều người già uống thì sợ, thấy vài ngày thấy đau nhất cái trong người, bạn không dám uống, cũng bỏ thuốc không có. Sáng tiện mà Vinh nói về cái vì sao uống những ngày đầu thì nó lại đau nhức như vậy, mệt mỏi như vậy, thì Đồng cũng chia sẻ luôn sản phẩm thảo dược bột ngải đen, bột ngải chống độc Cao Trung Sơn á, thời gian đầu uống á thì thảo dược thuốc nam sẽ tác dụng vô những phần tổn thương cơ thể giải độc á, do vậy sẽ có nhiều triệu chứng khác nhau tùy vào cơ địa, có người thì mệt mỏi, có người thì đau nhức hơn, đó là cái gọi là ông bà ta gọi là công thuốc ha. Và quý cô chú anh chị yên tâm vượt qua cái đó, kiên trì thì ban đầu sẽ hồi phục dần dần. Hiện tại thì Vinh cũng lo tập trung việc làm ca sĩ quá, cũng chưa có chạy chương trình để được bán nhiều sản phẩm hơn. Thì hy vọng thời gian sắp tới thì Vinh sẽ được nhiều bà con ủng hộ hơn để có tiền mưu sinh cuộc sống ha. Dạ, thì em lấy đi bán gì, mấy người nói em đi bán thuốc bậy bạ gì đó, bà không có tin tưởng á. Mà em nói là có khi nào mấy các anh rảnh xuống đó để giới thiệu cho mấy bà biết. Ý là khi mà em bán vậy thì có nhiều người khỏe mạnh và hết đau nhất không? Có. Thì anh chỉ cho em cách này, em đúng hài mình sẽ tới những cái hoàn cảnh mà mình bán thuốc rồi á. Yeah. Thì em quay lại cái thước phim nhờ họ chia sẻ sự thật như thế nào, rồi em đăng lên cái Facebook của em thì bà con sẽ tin. Dạ. Yeah. Đúng không? Và sẵn tiện đây thì hồi nãy đến giờ thì Đồng ở đầu video thì Đồng nói là cái sự việc mà chàng rể, nghĩa là chàng trai mà ôm con mới sinh nhìn vợ đã chết á, quay trở về Sóc Trăng
để dành con nuôi. Không biết thì Hải có theo dõi cái sự việc đó? Dạ, thì chung cấp mấy anh đi quay thì em có xem và theo dõi thời gian cũng hết mấy cái video đó. Em thấy là phức tạp không? Nó gay gắt không? Dạ, thấy chung về nó thấy căng quá. Theo như Hải thì trong cái câu chuyện này thì Hải có suy nghĩ như thế nào? Dạ, nhưng mà như theo em á thì bên người cha thì thấy quá vô tâm tí. Tại vì cái thời gian mà bỏ ở nhà là cho bà ngoại nuôi, người cha không có chu cấp. Tại vì nếu mà mình suy nghĩ thì người cha suy nghĩ là tiền của Mạnh Thường Quân. Nhưng mà cái tiền của Mạnh Thường Quân thì xài nó cũng phải hết chứ nó không phải là nó không có còn hoài. Nhưng mà nếu mà ảnh đi mặn được thì ảnh sẽ gửi về trong 6 tháng để đỡ đi thì cũng còn giữ lại được cái số tiền của Mạnh Thường Quân để mình sau này lúc mình khó khăn mình đem ra mình sẽ chi trả. Tại vì đứa bé thì nhỏ còn bệnh nữa. Bởi vì nên nó hơi khó. Còn ảnh thì ảnh trong 6 tháng ảnh không có chu cấp cái gì chứ. Rồi giờ mà không về thăm, không liên lạc. Dạ. Hải đây cũng là một người được quý nhà hảo tâm thương yêu và giúp đỡ. Nếu mà Hải mà nếu mà chị Dinh mà ỷ vô cái tiền Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì Hải đâu có đi làm như vậy. Dạ, Hải nói là rồi. Tôi giờ có tiền rồi, tôi ở nhà tôi xài. Dạ. Nhưng mà tại sao Hải vẫn đi làm? Dạ, tại vì nếu mà tiền của ông bà cô chú Mạnh Thường Quân cho mình á thì mình cũng rất là mừng, cảm ơn ông bà cô chú. Tại vì đồng tiền của ông bà cô chú mà cực khổ có dư mới cho mình, chứ không phải khơi ông bà cô chú có để cho mình nữa. Thì bây giờ mình khỏe thì mình ông bà cô chú cho thì mình giữ lại đó, còn mình đi mần để mình kiếm thêm thì nếu mà dư thì mình mừng, còn nếu không dư thì mình cũng đủ đây để sống thì mình cũng còn dư lại số tiền của ông bà cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho mình. Lỡ mai sau này mình còn trục trặc bệnh tình của mình đó, thì mình đem ra mình sẽ giúp sẽ mình đem sẽ làm lại cái bệnh cho mình. Thì giờ ông bà cô chú cũng giúp mình một lần thôi chứ không giúp được nhiều, cũng còn nhiều hoàn cảnh khác nhiều hơn mình nữa chứ không phải là riêng mình không. Bây giờ mình nếu mà em cảm thấy khỏe, em dư em mặn được thì nữa sau này mình có cơ hội, mình có dịp mà mình đi giúp được mảnh đời khác thì mình sẽ đi làm giúp lại được. Tuy nhiên nó không được nhiều đi, nó cũng ít đỉnh, nó cũng thấy mình thấy nó cũng nhẹ lòng đi, cũng như là mình sẽ dùng số tiền của ông bà cô chú đó mình sẽ truyền dần dần theo dùng. Theo như Hải quan sát và theo dõi sự việc đang xảy ra đó thì Hải thấy nhiều ông bà cô bác nói là vì tiền Mạnh Thường Quân mà hai bên mới dành nhau để nuôi cháu, thì Hải có suy nghĩ gì về những cái bình luận của quý cô chú chị như vậy? Dạ thì nói chung em cũng đọc cái bình luận thì nhiều cũng như hai bên, chứ như một bên thì bên nội, một bên thì bên ngoại. Nhưng mà cuối cùng thì đầu tiên thì em cũng nghĩ là bên ngoại, nhưng mà sau này thì em thấy cái đoạn cuối của video lại là cấp mà dẫn đứa con đi, cái là người bên bà nội á là phải hỏi giữ đem cháu đi mà hỏi tiền của Mạnh Thường Quân đâu, thì cái đó nó hơi khó. Tại vì mình nói mình giữ cháu, mình nuôi cháu thì tiền Mạnh Thường Quân ai giữ cũng được, bên ngoại giữ cũng được, hoặc là người cha giữ cũng được, không cần cái số tiền đó. Mình đã mình là bà ông bà thì mình nuôi mình giữ, thì nói chung là ông nếu mà cha người cha nếu mà đã đem về thì người cha đi bằng đem tiền về thì mình sẽ lo, thì tiền nằm Mạnh Thường Quân nằm bên bà ngoại đi nữa thì cũng còn ở đó, nếu bà ngoại không xài thì cũng còn ở đó chứ không có ấy. Nhưng mà tới khi mà đem con đi thì hỏi tiền Mạnh Thường Quân đâu thì em thấy nó hơi có cái gì vướng vướng ở đây, đúng không? Dạ. Quý cô chú chị ạ, nhiều quý cô chú chị thì gọi điện cho Đồng nói là Đồng ơi, em bàn bạc với quý nhà hảo tâm nói là ngưng hết số tiền giúp lại, không có giúp nữa, để xem bên nào nuôi, để xem khi đó thì là bên nào mất thực sự là yêu thương cháu mình thật lòng, không vì cái đồng tiền đó. Chị ca sĩ Dinh hiện tại thì chắc Dinh cũng xem cái thước phim video đó đúng không? Dạ. Nếu mà đứng trên phương diện Dinh cũng là được một người từng được quý cô chú anh chị giúp đỡ, và Dinh cũng là một người mẹ đi. Dạ. Thì Dinh có suy nghĩ gì về câu chuyện này? Thứ nhất là Dinh chia sẻ về cái câu chuyện mà người cha mà suốt mấy tháng mà không về chăm con cũng như là không gửi tiền về cho con, thì Dinh có suy nghĩ thế nào? Suy nghĩ là người cha không có sự trách nhiệm, là như là lúc không có tiền Mạnh Thường Quân giúp thì không lại tới, còn được tiền Mạnh Thường Quân giúp thì lại đồng ý dành nuôi con. Dành nuôi con á. Nhiều quý cô chú anh chị cũng nói là cái đúng hả, cái sự việc mà người cha suốt 6 tháng mà không gửi tiền về nuôi con á thì người cha chưa làm đúng trách nhiệm của một người cha. Đúng không? Dạ. Thì trong cái câu chuyện đó thì không biết là có phải là người cha đang ỷ vô số tiền Mạnh Thường Quân giúp đỡ hay không, là nói là có tiền Mạnh Thường Quân rồi nên là không có gửi cho bà ngoại nữa, hoặc là người cha là thiếu trách nhiệm về cái phần người con của mình. Dù gì thì vợ mất thì mình còn cha, thì nếu mà người cha tốt á thì đi làm, ví dụ như làm không dư ít dư nhiều, đúng không? Mình có thể gọi điện về nói với bà ngoại là đấy, mẹ ơi con mới lên đây làm, con chưa có dư, mẹ ráng
ráng giúp con thời gian nữa rồi con cố gắng con gửi tiền về. Lời nói thì đâu mất tiền mua đúng hả? Dạ, nói ra thì bà ngoại sẽ có một cái nhìn khác chứ không phải đến như đến hôm nay. Dạ. Quý cô chú ý chị, thì Đồng cũng không hiểu là vì số tiền hay vì như thế nào mà hiện tại thì gia đình như vậy. Và rất nhiều quý cô chú ý chị bình luận là Đồng giúp sai hoàn cảnh, không tìm rõ hoàn cảnh. Thì hôm sẵn tiện hôm nay thì lên video thì Đồng cũng nói rằng là khi mà Đồng giúp quý cô chú chị là thời điểm người mẹ mới mất. Dạ, người mẹ mới sinh ra là mất con chưa kịp nhìn mặt mẹ, mẹ chưa kịp nhìn mặt con. Thì Đồng tới, người cha cầu cứu thì Đồng tới chia sẻ thực tế hoàn cảnh là người mẹ mới mất. Khi đó thì đang cúng cơm mà, nhang còn đang đỏ. Thì quý cô chú chị khi đó giúp là giúp cho hai đứa bé để có tiền ăn, tiền uống sữa này. Là khi đó Đồng là giúp cho hai đứa... hai bé để hai bé có cái tiền sinh hoạt này. Với người cha khi đó thì chưa đi làm được gì, do vậy thì khi đó Đồng quay thước phim lên thì được ông bà của bác thương và giúp cho hoàn cảnh khi đó. Còn vấn đề sau này xảy ra mâu thuẫn là do bên nội với bên ngoại phát sinh sau này thì Đồng cũng không lường trước được, tại vì cái đó nó xảy ra ở sau này chứ không phải thời điểm khi Đồng giúp. Khi Đồng giúp thì Đồng đã tìm hiểu kỹ là hoàn cảnh đúng như vậy và người mẹ mới mất đúng như vậy, chứ Đồng cũng không biết là sau này lại xảy ra nó vấn đề phức tạp như vậy. Do vậy thì khi mà đọc bình luận thì Đồng cũng suy nghĩ là có phải mình làm sai hay không hay là do như thế nào. Nhưng mà đúc rút lại là khi Đồng giúp là khi đó người mẹ mới mất, thì là thực tế Đồng xuống đó quay thước phim lên chia sẻ lên giúp đỡ để cho hai cháu có cái đồng tiền để mua sữa này, mua tá. Và đặc biệt là giờ xảy ra phức tạp lắm, Đồng cũng không biết là câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng mà không biết là theo cảm nhận của Hải thì bên ngoại nuôi hay là bên nội nuôi, cứ nói ra suy nghĩ thật đi. Dạ thì như em thấy cái khúc mà các mà anh đi quay giúp cho hai bé thì hai bên nội bên ngoại chưa có ai biết cái số tiền của anh Quân cho nhiều đâu, nên là chưa có ai, có thể là nói chung là không ai muốn chịu giữ hết trơn. Thì bên đó là thì bên ngoại thì giữ, bên nội thì không chịu nhận. Tới cái ngày anh giúp cho được cái cô bác cho tiền nhiều quá, cái đầu bên nội mới qua thì em thấy cho bà ngoại giữ là nó thấy nó ấy hơn, tại vì bà ngoại đó giờ cũng không biết số tiền đó được bao nhiêu, nhưng mà vẫn nuôi con cháu đàng hoàng, bệnh tật vẫn lo đầy đủ. Còn bên nội thì chắc em theo em nghĩ chỉ vì tiền thôi, tại vì nghe số tiền quá nhiều nên mới chạy qua để bắt hai cháu này về để sau ông bà cô chú Mạnh Quân có thể giúp đỡ là được cái số tiền đó. Đó là theo em suy nghĩ của em thấy cô trong qua đây em nghĩ vậy. Nhưng mà không biết với anh với ông bà cô chú thì sao em không biết, nhưng mà thấy em thấy là em là gì. Cái câu chuyện mà vẫn chưa có hồi kết, thì khi nào mà có cái hồi kết ai là người nuôi hai bé thì Đồng sẽ và Phạm Tấn sẽ chia sẻ lên đi kênh chính của Đồng. Điều đặc biệt hôm nay Đồng làm thước phim này, thứ nhất là có một người đặc biệt, đó là nữ ca sĩ Hải. Thì có biết chị này không Hải? Dạ có, trước em có coi. Em có coi hình ảnh của chị những ngày đầu tiên không? Dạ có. Thấy sao? Đó thì chị có một khối u nhưng mà giờ thì rất là đẹp. Đẹp không? Dạ đẹp. Đó nhìn kỹ coi đẹp không? Dạ. Khác không? Dạ khác. Ban đầu em gặp có nhận ra không? Dạ nãy nhìn hơi vâng ở tại tóc dài trước khi nhìn trong video. Quý của chú chị thật sự mà khi mà chắc chị Dinh mà được phẫu thuật về quê vậy thì chắc người dưới đó ai cũng bất ngờ nhỉ? Dạ đúng rồi, ai cũng bất ngờ. Không ngờ là sinh không nhận hết bệnh như vậy. Nói bác sĩ quá tài giỏi luôn rồi. Hiện tại thì chị Dinh thì đang sống với mẹ ở An Giang đúng không? Dạ. Và hôm nay thì tại sao lên thăm anh như vậy? Em nhớ anh quá, lâu quá không gặp. Chết rồi, nhớ anh hả? Có nào mà thương anh không? Hả? Hả? Thương như mẹ. Thương như mẹ hả? Dạ. Ngày xưa là Dinh có nói một câu là Đồng là mẹ. Dạ, Phú là cha. Phú là cha. Dạ. Là sao nói vậy ta, quên rồi. Thì anh thấy anh Đồng bữa giúp em thấy anh tích cực hơn và giao tiếp với em nhiều hơn á. Cho anh hỏi sáng tiền cho anh hỏi đó. Những quý cô chú có nhiều mấy cái bình luận đó nói rằng là Đồng giúp hoàn cảnh cũng ăn chia trong đó rồi là cũng rút ruột trong đó. Em cứ nói thật đi, có bao giờ anh đòi của em một chai nước hay anh đòi của em 1.000 nào chưa? Dạ không. Rồi tại sao có nhiều bình luận em đọc đúng không? Sẽ nói là dạ, Đồng có. Sẽ ăn chia với hoàn cảnh ở trong đó, Đồng vì cái đồng tiền mới quay hoàn cảnh thôi. Nhưng mà hôm nay thì em có thể nói thật là từ khi anh gặp em lần đầu tiên
là anh có nói là em là phải chi cho anh cái này hay là mua cho anh chai nước không? Em cứ nói thật đi. Là không. Lúc từ đầu tới giờ luôn là anh không có nhân quà là em gửi này kia là cũng không dám nhận. Rồi nước cũng không uống luôn, em mua cho cũng uống luôn, anh uống nước bên ngoài, nước lọc. À, quý cô chú chị, anh có, anh có nhận có quà rồi. Em? Dạ, có nhận quà là nhiều quà. Là nhận quà là nhận quà quê hương thôi? Dạ, quê hương thôi. Đó là cái trái gì nhỉ? Thốt nốt. Với món gì? Dạ, món đu đu đâm Thái Lan. À, là Đồng có nhận quà, mà cái quà này là quà tình cảm. Chứ dạ, không phải Đồng cũng không có kêu chị Dinh, khi em không biết kêu sao luôn. Thôi đẹp vậy chắc kêu em đi. Khi Đồng cũng không kêu em Dinh là phải làm như vậy, đòi hỏi Đồng như vậy. Nhiều bình luận trên đó Hải cũng thấy đúng không? Là nói anh làm là phải ăn chia rồi với hoàn cảnh. Ví dụ như 100 triệu thì anh chia 73 hay 37 gì đó. Anh có lấy của em 1.000 đâu? Không. Anh có trao em đủ hết số tiền không? Đủ hết trơn, một đồng cũng không thiếu nữa. Thậm chí là khi mà em nói là uống sản phẩm Cao Trung Sơn mà em hết nhức này, hết dạ, đau cơ và cái lúc trước em bị trào ngược dài dạ, dài đúng dạ, không? Dạ đúng. Nay còn trào không? Không, hết rồi. À, anh còn tặng thuốc em không lấy tiền mà đúng không? Dạ đúng rồi. Hải lên đó lấy cho anh cái hộp thuốc với mỗi thứ một loại Hải. Đây quý con chú gì chỗ Hải đang lấy đó luôn đi. Không sao đâu. Ờ mỗi cái mỗi loại. Lấy hộp canxi luôn Hải. Đây, thì đợt trước là Dinh uống cái viên này đúng không? Dạ đúng. Là trước là Dinh là bị trào ngược dài dài, ngủ dậy là bị đắng miệng. Dạ đắng miệng với ói. À nay thì sao? Nay có đánh răng còn dạ, ói hết không? Rồi, hết. Thiệt ha? Dạ thiệt. Có phải vì anh giúp mà nói không? Không, thiệt. Không lên đây bà con này nói là thuê Dinh quảng cáo nữa. Không có, thiệt. À, giống như cái đợt trước mà cái cô mà quỳ lại giữa đường á, tìm tới Đồng á để chia sẻ thực tế thì nhiều bình luận nói là chắc là nhờ cô đó quảng cáo. À, nếu mà Đồng tìm ra được, quý cô chú chỉ có thể tới gặp cô đó mà nói là Đồng nhờ cô đó quảng cáo thì Đồng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường hết số tiền mà quý cô chú chị đã bỏ ra để mua thuốc. Tại vì là cô đó tự tìm luôn á. Bữa đó thì Đồng không biết luôn, nhân viên gọi Đồng mới biết. Hiện tại bên Đồng thì có phân phối quý cô chú chị này sản phẩm bột ngải đen, bột ngải chống độc Cao Trung Sơn. Hiện tại thì có hai loại, đó là loại bột và loại viên. Và có một sản phẩm mới đó là bột canxi. Bột canxi này thì dinh dưỡng cho sức khỏe này. À, trong này thì có thành phần là tổ yến này, đông trùng hạ thảo, rồi là matcha, hành nhân, óc chó, tinh bột hạt đậu, hạt sen, gạo lứt, huyết rồng, yến mạch tươi, bột cacao, đường thốt nốt, đường ăn kiêng, bột sữa dừa, bột sữa non và bột Cao Trung Sơn, là giúp cho bồi bổ sức khỏe cho người cao tuổi này, người mới ốm dậy, người thường xuyên mệt mỏi do thiếu chất, người ăn chay này cần bổ sung vitamin protein và chất khoáng, người gầy bổ sung cho phụ nữ mang thai, phụ nữ sau sinh cần hồi phục sức khỏe. Và người chơi thể thao này, người có nguy cơ thiếu máu này, phòng chống các bệnh về tim mạch, hỗ trợ ăn ngon, ngủ sâu giấc, làm chậm quá trình lão hóa. Nghĩa là vì Dinh mà muốn trẻ là phải uống cái này này. Dạ. Sáng tiện hôm nay Dinh ở xa xôi tới á, cũng là một cái hoàn cảnh mà trước đây giống như là kỳ tích luôn nhỉ. Em không nghĩ là kỳ tích không? Có bao giờ mà Dinh nghĩ là một ngày mình sẽ đẹp như vậy không? Không. Nay vết thương thì còn đau không Dinh? Hết rồi. À, so với khi mà Dinh mang cái khối u thì anh thấy là ốm hơn. Bây dạ, giờ thì thấy rất là khỏe. Sau khi mổ tăng mấy ký rồi? 6 ký rồi. 6 ký là lúc mổ là năm mấy? Năm 2 giờ 58. À, ráng lên 68 nhé. Ồ, đang giảm cân hết đẹp quá. Nhưng mà Dinh là đi hát thì là hát bằng tiếng Khmer rất là hay. Sáng thì hôm nay thì anh đầu tiên anh tặng cho em một cái bột ngũ cốc này này. Gửi tặng ha, là sau đó thì Dinh gửi tặng một khúc hát nào đó Dinh tâm đắc nhất cho bà con đi, lát nữa Hải sẽ hát. Rồi mời ca sĩ Dinh hát bài gì Dinh? Bài Khmer đó. Khmer, cái bài nào em thấy hay nhất và tâm đắc nhất á? Hi ô đã nói nói ơi anh nói ơi nói ơi nói ơi anh nói ơi nói ơi nói ơi cho bong rầm phơi anh nói ơi lang rầm cho bong ai rơi rơi anh nói ơi lang rầm
nuôn ơi bóng nuôn nà 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 mai mi ngai bom bon ơi nuôn chăm tôm hi ơ đà nói nói ơi nà nói ơi nói ơi nói ơi nà nói ơi nói ơi nói ơi à chào bóng à rom phơi niêng ơi lang ram à chào bóng ai rơi rơi niêng ơi lang rom bon cho chnam tvai na nuon srei peing kromom na peing cho đó chnam tvai na nuon srei peing kromom oi niêng ai chap thom rom kat nya rieng hey o da noi noi ơi na noi ơi noi ơi noi ơi na noi ơi noi ơi noi ơi a chao bong rom phơi niêng ơi lang ram chào bóng ai rươi rươi niềng ơi làng rộng. Hay quá, Hải hiểu không? Hải biết tiếng Khmer không? Dạ không. Biết gì không? Dạ không. Mình chỉ biết là non ơi non bùng đúng không? Là nghĩa là sao? Bài hát này về gì chứ? Bài hát về là cái Tết Khmer. À, Tết Khmer hả? Dạ. Là Tết nào mình cũng dùng bài này hát hả? Dạ, bài này hát để cho mấy cô bác nhảy. À, không biết thì hiện tại thì Dinh sau khi hồi phục thì Dinh còn uống cao trung sơn nữa không ta? Còn. Còn hả? Là tại sao Dinh lại tiếp tục uống? Thấy uống thấy nó khỏe nhiều rồi, mới sức khỏe em càng ngày càng thấy nó khỏe nhiều, mới em uống hàng ngày. À, hỏi thật nha, từ khi uống cao trung sơn này thì Dinh còn bị cảm vặt không? Không. Thiệt sự đúng không? Dạ đúng. Là ít bị cảm cúm như là ho hay là cúm thường là ít xuất hiện đúng không? Dạ không có luôn á. Mời chắc các cũng không để ý nha. Lúc trước nó ói hoài, bây giờ hết rồi. Ừ. Rồi con Hải dạo này uống được không hả? Cái chia sẻ thật đi, không cần nói tốt về anh đâu nha. Anh dạ, không trả thêm lương đâu. Em uống lúc nào 24/24. Em uống viên hay bột? Dạ em uống cả gia đình luôn mà. Chồng em uống ấy. Mẹ cũng uống. Anh chị cũng uống luôn. Là bác là bị sao chị? Bác bị nhất cái đau xương khớp á. À, đau xương khớp là uống thì sao rồi? Với đau bao tử. Giờ uống bà nói là thấy khỏe nhiều. À, rồi bác uống à, bác uống viên hay bột? Uống viên. À, rồi sẵn tiện hôm nay thì xa xôi quá, từ An Giang lên đây mấy trăm km ta? 300. 300, đó là rất là xa luôn, hơn 300 đó, nhưng mà quan trọng là cái tình cảm đúng không? Dạ. Dù sau này anh không làm thiện nguyện nữa, thì anh với Dinh cũng là một cái kỷ niệm gì đó lưu giữ trên kênh của anh đúng không? Dạ. Thật sự là Dinh cũng hay nhắn tin hỏi thăm Đồng lắm, hỏi anh dạo này đi quay đâu có khỏe không. Thì Đồng cũng cảm ơn Dinh vì đã luôn luôn nhớ tới một người đã cùng đồng hành với Dinh đi. Đồng chỉ là một người kết nối thôi. Sáng kể hôm nay thì vượt xa vậy thì cho gửi cho bác á. Bác mẹ của chị Dinh á, một hộp nhỉ, về cho bác uống. Hiện tại là bác là bị đau nhức xương khớp với đau dạ dày hả? Bác uống được lâu chưa? Bác uống được hết hộp rồi. Thì tình trạng đó sau hồi phục như thế nào? Em cứ chia sẻ thật. Bà nói khỏe mà. Dạ. Bà mới uống hàng ngày luôn. Mà lần đầu bà cũng bị hành nhức mỏi trong người á. Nhưng mà chắc là Dinh động viên ha. Dinh từng trải qua rồi. Dạ, Dinh động viên như thế nào mà mẹ tiếp tục uống? Em nói là không có sao hết, mẹ cứ uống đi. Con uống cũng gì luôn mà. Con uống lần đầu 2-3 ngày nó đau nhức hết cả người luôn á. Mà bà cũng dạ mà em cho uống lần có 3 viên thôi. Còn em thì uống lần 5 viên. Em khỏe hơn bà. Rồi đồng viên vậy là mẹ lại tiếp tục uống. Và sau đó thì thấy lời Dinh nói là đúng ha. Dạ. Thấy bà uống tiếp. Không biết thì bên anh em Hải thì có ai mua cái này để uống hả? Dạ có mấy ông bà cô chú ở gần đó mua uống. Thì thấy chia sẻ sao? Có bị la không? Dạ không, uống mấy cô mấy bác ở dưới uống ra uống nó chịu thuốc á, uống cũng thấy giảm đỡ rồi mấy cô đặt mới đặt hổm nữa. À, quý cô chú chị ạ, cái thảo dược này là thảo dược thuốc nam, 100% thuốc nam gồm hai thành phần, đó là bột ngải đen và củ ngải chống độc. Thì Đồng cũng chia sẻ là tùy vào cơ địa nữa đúng không? Có cơ địa thì phù hợp với sản phẩm á, thì sẽ hấp thụ nhanh. Có cơ địa thì sẽ bị chậm hơn. Do vậy thì quý cô chú chị hãy kiên trì. Ban đầu thì có thể mua chưa tin tưởng thì mua một hộp nhỏ về uống thử trước. Cũng có nhiều quý cô chú chị trong gia đình á thì có nói là ủa sao chú uống thì thấy bớt nhiều mà cô uống thì thấy chưa bớt. Đó là tùy vào cái cơ địa, thì mỗi người sẽ cơ địa khác nhau. Do vậy thì Đồng cũng mong rằng sẽ chia sẻ những cái sản phẩm tốt để đưa đến sức khỏe cho bà con thôi, tại vì Đồng
bán phân phối cũng rất là nhiều rồi, chứ đồng cũng không có giới thiệu để bán thêm hay là nói tốt để bán. Và hôm nay thì có Dinh với Hải ở đây thì đồng cũng muốn hỏi ý kiến quý cô chú chị là cái vấn đề mà về chàng rể với mẹ vợ thì nên để ai nuôi thì sẽ tốt hơn. Thì theo suy nghĩ của đồng như thế này này, nãy giờ thì Hải với chị Dinh đã nói rồi, thì đồng cũng chỉ đưa ra suy nghĩ của đồng. Đồng thứ nhất, đồng thấy người cha sai ở điểm đó là suốt 6 tháng không về thăm con, không gửi tiền về phụ cấp cho bà ngoại. Đó là người cha cũng có một phần gì đó thiếu trách nhiệm của người cha. Khi mà con cái đã mất đi mẹ, vừa mới chào đời đã mất mẹ, đó là một cái mất mát rất lớn rồi, thì cần hơi ấm tình thương của người cha để con có thể phát triển này, để con có niềm vui và quên đi sự mất mát đó. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó thì người cha lại đi biệt tâm như vậy, không về. Mà đến khi mà bị bà ngoại tố là cầm tiền Mạnh Thường Quân đi, thì chàng trai mới bắt đầu là xuất hiện và liên hệ cho đồng. Tại vì đồng đã nói một câu: anh không liên hệ cho em thì em sẽ tìm anh tới cùng. Khi đó thì người cha có liên hệ cho đồng gặp ở Đồng Nai. Sau đó thì người cha có nhờ đồng về để đòi lại con. Thì người cha không dám đi một mình đâu. Nói chung là bữa hôm đó thì xảy ra xô xát cũng rất là nhiều luôn. Đồng với Phạm Tấn cản rất là nhiều. Và nhờ cô nói người cha là ra ủy ban nhờ lực lượng chức năng vô giải quyết. Hiện tại thì đồng với Phạm Tấn sẽ đưa ra hồi kết, đó là ai sẽ là người nuôi dưỡng hai bé. Thì theo quý cô chú chị, có phải là vì cái số tiền Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm giúp đỡ mà hai bên dành nhau nuôi con như vậy hay không? Tại vì thầy đồng thấy trong này có một cái điểm mấu chốt ở đây, đó là khi mà chưa được Mạnh Thường Quân giúp đỡ, khi mà người mẹ vừa mất thì bà ngoại chia sẻ là bên nội không có tới lui, đúng rồi, không có nói là sẽ đón cháu về nuôi. Nếu mà yêu thương cháu thì bên nội khi mà người mẹ vừa mất sẽ ngỏ ý là sẽ ngỏ ý là tới thăm cháu và nói tôi muốn rước cháu về bên đó nuôi được hay không. Nhưng mà bà ngoại đã chia sẻ là không có cái chuyện đó. Nhưng mà sau này kể từ ngày được nhà hảo tâm giúp đỡ thì nó xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đồng ý là theo đúng pháp luật, theo đúng với mọi thứ, đó là cha mất thì còn mẹ. Nhưng mà thử hỏi, người cha suốt 6 tháng làm không dư đồng nào, không dư nuôi nổi bản thân, và thậm chí là một chỉ vàng 6 đó thì đã bán rồi hay là cầm rồi, người cha cũng chia sẻ là bán hay cầm giờ không còn nữa, thì liệu khi mà rước người con về thì người cha có nuôi nổi hai người con hay không, hay là vứt đó cho bà nội, lại người cha lại đi biệt xứ như vậy. Và bà nội thì đồng thấy cũng sao sao á, khi bà nội xuất hiện ở đó thì cũng có rất là nhiều vấn đề, đó là cũng thắc mắc về tiền Mạnh Thường Quân ở đâu, thì đồng cũng không hiểu thật sự luôn á. Ban đầu đồng cũng đứng về phía người cha là muốn cha với bà nội rước về nuôi, tại vì mất mẹ thì còn cha. Nhưng mà sau khi mà nghe cái khía cạnh mà hỏi tiền Mạnh Thường Quân ở đâu thì đồng cũng không biết xử lý như thế nào. Thì mong quý cô chú chị góp ý trên này. Đứng phương diện là một người làm thiện nguyện thì đồng cũng mong là hai bé sẽ có môi trường phát triển tốt này, đặc biệt là bé mới sinh sau này á, hiện tại bệnh rất là nhiều. Thì đồng cũng mong là người cha với bên nội bên ngoại làm sao cho chọn tình chọn nghĩa và làm sao cho hai bé có điều kiện để phát triển, chứ đừng có vì một cái gì đó, đừng có vì mâu thuẫn mà làm tội hai bé. Suy ra tính lại, bên nội bên ngoại có tranh chấp đấu đá nhau thì người tội nhất là những đứa trẻ, đúng không? Đứa trẻ là không có tội gì hết, thậm chí là đứa trẻ chưa biết gì hết. Khi ví dụ như cha hay bà nội ôm con đi thì người anh cũng khóc và trả lại em cho con. Và điều đặc biệt nữa quý cô chú chị ạ, một điểm nữa là quý cô chú chị có thể thấy là đòi bán đi căn nhà mà đang thờ vợ nữa, chia tài sản. Và khi đồng với Phạm Tấn hỏi là khi anh rước con đi thì anh có rước di ảnh vợ để thờ hay không, thì nói không, để lại đây. Rồi là di ảnh đó thì ai sẽ là người nhang khói cho vợ? Thực sự đồng không hiểu trong câu chuyện này. Hy vọng thì quý cô chú chị đợi chị khi được xem được video này sẽ đóng góp ý kiến nhiều hơn. Những quý cô chú chị nào mà có vấn đề về đau nhức xương khớp này, tê bì chân tay, thoát vị đĩa đệm này, rồi là đau dạ dày, đau đại tràng, và đặc biệt là giúp tăng cường sức đề kháng, thải giải độc tố trong cơ thể ra, thì liên hệ mua sản phẩm thảo dược Cao Trung Sơn thì liên hệ cho đồng qua 3 số điện thoại đồng sẽ ghi ở trên màn hình. Hiện tại đồng chỉ có 3 đầu số duy nhất đó thôi, ngoài ra không có. Hiện tại thì
Đồng vẫn nhận được nhiều phản ánh, đó là sự lừa đảo, đó là giả mạo nhân viên bên thầy giáo Đồng, nhân viên bên Phạm Tấn và nhân viên bên Cao Trung Sơn. Thì không biết Dinh khi trước mua sản phẩm thì có bị vậy không ta? Có bị ai giả mạo là nhân viên bên anh tư vấn không? Có. Họ nói sao? Họ nói em có thể trúng thưởng đi nhân quà không tốn tiền gì đó, không đồng đó. Mà em hỏi nhận ở đâu, bắt đầu nó nói phải mua một sản phẩm hết 900 ngàn 1 triệu mới nhận được quà tivi 40 mấy inch đó. Bởi vậy em điện hỏi anh đó, em hỏi có chương trình mà trúng thưởng gì này kia không, sao không nghe anh nói mà mấy người kia nó điện hoài suốt luôn. Hiện tại thì bên Đồng không có chương trình tri ân hay là chương trình giảm giá nào. Hiện tại thì những người lừa đảo sẽ nói là nhân viên bên thầy giám đồng, nhân viên bên Cao Trung Sơn cử đến để tư vấn sản phẩm, đó là giờ có một cái sản phẩm mới là hiệu quả hơn sản phẩm cũ, chỉ cần uống ngày một lần thôi sẽ mang lại hiệu quả, giá thì mấy triệu mà giảm còn mấy trăm. Hiện tại thì Đồng với Phạm Tấn với bên Cao Trung Sơn, bên Cao Anh Trung thì không có chương trình khoản khuyến mãi nào hết. Hiện tại thì chỉ có chương trình là hộp canxi á quý cô chú chị ạ, hộp này này là trong tháng này thì đang có chương trình là mua 5 hộp sẽ được tặng 1 hộp và tặng ly cao cấp luôn, ly sứ cao cấp. Lát nữa thì anh sẽ gửi cho em thêm một cái ly nữa ha, để cho em về cho bác uống. Cái này em uống cũng được, bác uống cũng được, cái này thì không có mập nhé. Dạ. Em ăn chế độ ăn kiêng có thể uống được luôn. Đây, trong này là có 20 gói, sử dụng rất là dễ dàng luôn. Gói thì bỏ vô ly, xong bỏ nước ấm khoảng 60-70 độ C, mình hòa tan, mình uống thôi. Giống như bột ngũ cốc vậy đó. Chắc thì hôm nay thì Đồng cũng được chị Dinh, em Dinh đi, ghé thăm, với lại có em Hải đây nữa thì lâu rồi cũng chưa xuất hiện. Thì ông bà cô bác thắc mắc là Hải lấy vợ chưa, về quê chưa? Hiện tại Hải thì có người yêu chưa? Dạ chưa. Cần làm mai không? Hả? Đây, nhìn qua bên này được không? Hả? Nhìn qua bên này được không? Cái này chị em. Hả? Chị em. Được không? Không, chị em. Nói giỡn thôi, chị em đúng không? Cùng là những hoàn cảnh mà hoàn cảnh này thì Đồng cũng muốn chia sẻ để có sự nỗ lực và phấn đấu. Dinh có bao giờ mà ý vô số tiền giúp đỡ không? Hay là mình khỏe mạnh là mình đi làm? Em hả? Em khỏe mạnh đi làm. Cần sức khỏe là được Dinh ha? Dạ. Rồi thì Đồng cũng chúc cho Hải này, Dinh này thì sau này sẽ có cuộc sống tốt hơn. Dinh thì sẽ có nhiều show hơn, 10 show, giờ tháng tới thì có 20 show. Quý cô chú chị nào mà ở khu vực Dinh sống muốn ủng hộ Dinh thì mua sản phẩm ủng hộ cho Dinh. Thì bên Đồng vẫn phân phối và tạo điều kiện cho Dinh để Dinh giống như là có thêm thu nhập để nuôi con ăn học ha. Yeah. Còn em Hải thì Đồng vẫn tạo công ăn việc làm, vẫn chưa có đuổi em Hải đi. Còn anh ấy vẫn làm quý cô chú chị ạ. Hải hôm nay rất là giỏi luôn á, một mình bao hết trọn gói luôn. Hàng mà tới tay quý cô chú chị hay không là phải quài trai qua em Hải này. Em thấy mập thôi. Mập không? Mập đẹp trai hơn trước nữa. Ôi à, người mà khen người đẹp gái, người khen đẹp trai. Em có theo dõi em. Có cái câu là em thì đẹp gái, anh thì đẹp trai, mình đến với nhau thì có gì là sai. Thôi nói vui vậy thôi, là nói chung mà nhìn mà những hoàn cảnh Đồng từng giúp đỡ mà hiện tại còn nỗ lực trong cuộc sống này. Ví dụ như Hải đây, được ông bà cô bác giúp thì cái tiền đó không có chài, gửi tiết kiệm. Còn phải khỏe mạnh thì Hải đi làm như vậy cũng có dư chút đỉnh Hải ha. Để duy trì cuộc sống như vậy là rất là tốt, nỗ lực. Còn Dinh, chị Dinh thì sau khi khỏe mạnh là về là chạy show liền. Phải đi làm. Chạy xô đi làm, để tiền đó, mấy tiền đó để dành cho sợ mẹ bệnh, con bệnh này kia để dành. Còn tiền em đi làm để trải qua cuộc sống mỗi ngày. Sáng tiền đây thì quý cô chú chị, nhiều quý cô chú chị nói tại sao Đồng nói chuyện hay quỳ khua tay. Cũng là thói quen Đồng đang cố gắng sửa. Ngày xưa Đồng cứ đi dạy á, đi dạy là nói chuyện với học sinh á, là cứ giảng bài hay gì đó là cứ khua tay, khua chân vậy. Giống như là... giống như là cái cử chỉ á, cho nhiều học sinh hiểu. Ví dụ như là động tác này, Đồng dạy thể dục mà, động tác này lại phải dơ như thế này, động tác này là phải như thế này, đó là kết hợp giữa hành động và lời nói á, thì học sinh mới nhanh hiểu. Mong quý cô chú chị mà bỏ qua, nếu mà Đồng mà nói chuyện mà hay khua tay khua chân, Đồng sẽ cố gắng khắc phục dần. Thì cuối video thì Đồng với hai em ha, em Hải và Dinh, chúc quý cô chú chị thật nhiều sức khỏe. Hải gửi lời nào
Dạ con xin chúc ông bà cô chú anh chị trong nước và ngoài nước từng giúp đỡ cho Hải, và con xin cảm ơn và xin chúc cho cô chú ông bà cô chú chị thật nhiều sức khỏe. Còn chị Dinh, ca sĩ. Em cũng chúc cô bác anh chị Mạnh Hùng Vân với anh chị cô bác đã giúp đỡ em lúc trước, giờ chúc mọi người nhiều sức khỏe và thành công. Bữa hôm quên nhỉ, chúc sức khỏe tiếng Khmer là sao? Tiếng Khmer chun po ai sok phep buk mai bong po sok phep ol ro si che thim biet ban. Ông xin chào ông bà cô bác. Xin chào ông bà cô bác hả? À. Chumriep sua buk mai bong po. À, đồng cũng không biết nhưng mà đồng cũng phiên dịch lại là chào ông bà cô bác đúng không? Dạ. Rồi cuối rồi cuối video thì một lần nữa thì đồng chúc quý cô chú chị thật nhiều sức khỏe. Quý cô chú cần thể có thể để lại cái bình luận đó, góp ý về cho đồng với hoàn cảnh của chàng rể với mẹ vợ Sóc Trăng sẽ giải quyết như thế nào để cho hợp tình hợp lý. Và đồng cũng xin trình bày với quý cô chú chị là đồng muốn giúp cho hai gia đình hòa thuận để nuôi hai cháu phát triển, chứ đồng cũng không có bênh vực bên này, cũng không bênh vực bên kia, đồng chỉ đứng ở giữa thôi. Còn lại quyền nuôi con, đồng với Phạm Tấn cũng không có quyền quyết định ở đây, là do hai gia đình cũng như là tự thỏa thuận này làm sao cho tốt cho hai bé thôi. Và đặc biệt là hiện tại thì do vấn đề như vậy thì đồng sẽ không có nhận tiền của quỹ nhà hảo tâm cho hoàn cảnh này nữa, để cho hai hoàn cảnh giải quyết như thế nào. Và đồng cũng nhận được sự góp ý của quý quân chú chị là sẽ ngưng không có nhận tiền giúp đỡ cho hoàn cảnh này nữa. Rồi đồng chúc quý quân chú chị thật nhiều sức khỏe, chúc cho Hải với Dinh thì càng ngày càng trẻ, và chúc Hải thì nhanh cưới vợ nha. Hải mà cưới vợ thì đồng sẽ xuống ở đó ăn 7 ngày 7 đêm, khi nào hết thức ăn thì về ha. Dạ. Rồi Dinh thì có muốn là đi thêm bước nữa không hay là sao không? Có. Có hả? Chắc có người yêu rồi hả? Có chưa? Chưa hả? Là độc thân hả? Thiệt không? Rồi chào quý cô chú chị.